À, xin mến chào cô bác, hiện đang đứng ở nhà của chị Thị Hồng. Ở nhà này hôm trước được cô Vân ở bên Mỹ tài trợ 25 triệu đồng để cất cái ngôi nhà này. Thì hôm nay ngôi nhà được làm lại xong rồi, thì tới đây quay phim chúc mừng gia đình của chị có được cái mái nhà mới ấm cúng. Chị nhà ơi, ra đây nè. Vô đây ngồi con, chứ chơi bánh kẹo nè. Cái này của cô Minh Châu với ba người bạn gửi cho mấy đứa nhỏ nè. Chia nhau ăn nha, ngồi đây nè. Anh chào chị, hôm nay ngôi nhà cất xong rồi chị mừng không? Dạ. Yeah. À, cái ngôi nhà này hôm trước được cô Vân ở bên Mỹ tài trợ 25 triệu đồng. Với em Trần Phương Thảo có gửi 15 triệu để phụ tiếp những người nghèo đó, thì em sẽ lấy 2 triệu đồng để làm cái phần sau 3 mét nữa, cái nền á. Rồi nhờ mấy anh em thợ làm tiếp cái công để gia đình sau này có che cái phía sau đó, nấu ăn gì ở trên đó thì nó được cái nền xi măng nó chắc chắn hơn. Dạ. Mần kia mần tôi không biết cái nào dụng, tôi không biết. Còn mần tôi không biết cái đó. Thì mần ở đây mần cho rồi đó. Dạ. Được cái gì mần rồi. Dạ. Thì mưa tỏ nó chưa lắm. Dạ. Hôm trước ngôi nhà mình thấy cũng lụp sụp, nó cũng dột nhiều phải không? Nhưng mà ở đây khỏe rồi em. Dạ. Xé ăn đi con. Ăn. Ừ. Chia nhau ăn nha. À, gia đình mình vô nhà này ở hồi nào? Hôm qua. Hôm qua. Bữa thứ sáu. Tối ngủ ngon không? Ngon. Ngon hả? Thì ớt chơi, ớt chơi thì ngon, ngon ngon. Dạ. Con chị ba mình ngủ khỏe, có nhà cửa gì được rồi, mừng rồi. Rồi nhà cửa mình cách thấy mát mẻ không? Mát mẻ. Dạ. Mát hơn cái nhà đợt trước không? Trước. Chị cũng rất mừng cho gia đình của chị Hồng. Giờ đây cái ngôi nhà cũng được làm với số tiền 25 triệu đồng, cũng nhà cửa cũng đàng hoàng kín đáo, cái nền được tráng xi măng sạch sẽ. Dưới đây em Trần Phương Thảo hôm trước gửi 15 triệu đồng đó, thì Thiện cũng có nối thêm ăn sau ra 3 mét nữa để cho cô bác có nối ra để làm cái trái nấu ăn gì đó thì nó tiện hơn. Ở đây do cái điều kiện là mình có được tiền bao nhiêu thì mình làm bao nhiêu, thì để cho bà con đỡ khổ. Con nhà con vừa khỏe rồi. Yeah. Chị hết thảy là mấy đứa con? Con đứa này. Con đứa này màu giáo nè, bây giờ nghỉ hè rồi nè. Vậy mấy đứa này là cháu kia bên ha. Cháu kia bên. Được không? Kẹo bánh nè. Để vô túi áo đây. Đi con. Nè. Rồi chia nhau ăn nha. Mấy đứa chia nhau ăn. Cất xong rồi có bị mưa chứ, nhà này. Mưa bông hoa, tụt tức à. Có dột không? Không. Không. Dột đâu, cứ đó, mình nhà mới dột đâu, dột. Nhà mới là mình có mộ. Vậy là em mà không có bị dột. Ủa đó, ôi, mưa là ướt hết trơn, có nằm ướt trơn, nhà khói là khỏe rồi, có nhà mới được khỏe rồi. Mừng quá rồi. Nhà này cũng cao ráo, cũng mát. Đầy thoáng. Đây mình quay bên trong để nha. Ở trong này ai ngủ đây? Bên em bây giờ còn chưa đâu, có bây giờ em đem lại ngoài chưa đó, ông nó chưa sửa, chưa hư gác hả? Chưa gác, không nó hư rồi đó. Dạ. Cái chân của chị đỡ chưa? Đỡ gì đâu, có tay miếng không, ấy đâu, chuyện gì đi được đó. Tay miếng hả? Tay miếng, tay đi được thì khỏe đó. Dạ. Cái giọt nóng đi đâu? Mà cái này mới dính nè. Không. Ừ. Chân nhìn chân nhảy không đâu được lắm. Bị cái chân hả? Cái này nâng cái sọ không được nè, thấy không? Nhìn nâng cái này nâng ngay vô. Dạ. Mang cái tàu đó dính. Ngày như thế này nè. Ngày với bài hậu có dính ha. Ừ.
Phía sau này là cái phần thiện nối thêm ra 3 mét để cho mỗi gia đình đó thì để làm thêm cái trái gì nối ra hoặc là để lưu nước gì đó. Đấy. Ở ngoài này thì cũng được cái nền xi măng sạch sẽ. Đó thì do điều kiện thì mình có bao nhiêu tiền thì mình làm bao nhiêu. Đấy. Chủ yếu là cho bà con có cái chỗ mà nấu ăn hay là sinh hoạt á, nó được chắc chắn hơn, thì có cái nền xi măng là nó chắc chắn hơn. Cái gia đình ở đây cũng có cây nước sạch xài. Cây nước hư rồi đó mà khoan thiếu của người ta nữa đó, chưa trả tiền nữa. Vậy đó hả? Ừ. Sao hư rồi? Hư rồi. Hụt nước rồi hả? Không mà con nó có mồi xài được không? Hư luôn rồi hả? Tụt cái tay bơm ta thiếu, người ta chưa trả tiền nữa đó. Góp mỗi tháng đó mà chờ không cần mấy tháng đâu góp đâu. Bơm rửa nước xài á nè. Để mà mới có khoan cây nước cho ai trong này á thì em nhờ người ta lại sửa cho cây nước cho chị luôn. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Hút nước xài không à nữa. Không được 2 tiếng hồn. Đi lên tiếp gặp mất à, mấy 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 ảnh thì ở dưới chơi ở dưới. Không có phải phải đâu ai nói nữa mất á. Nãy á. Nãy ố mà nó không ổn nó có tí. Hôm nay em lại đang quay phim chúc mừng gia đình nha. Có được cái ngôi nhà ở đàng hoàng ấm cúng á. Chúc gia đình thật nhiều may mắn, luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Dạ, dạ. Em cũng xin phép về luôn nha chị. Dạ. Hả? Dạ. Đây ngôi nhà thiện tới thăm tiếp theo là nhà của anh Danh Chữ. Thì đây là cái tuyến đường mà hôm trước mình đi đó, thì cắt cho bà con cái khu này là 6 căn nhà. Dạ em chào anh. À, xích vô trong nha, xích trong nhà. Hôm nay ngôi nhà anh cắt xong á, em cũng tới đây quay phim. Chúc mừng gia đình của anh ha. Có được cái ngôi nhà ở đàng hoàng, kín đáo. Thì anh có cái cảm nghĩ gì khi có được cái ngôi nhà mới mà cô dân hôm trước gửi tiền gì cất giúp đỡ gia đình anh cất lại cái ngôi nhà mới á? Cũng cảm ơn nhiều rồi, được như đây được rồi. Dạ. Dạ, cũng cảm nhiều nhiều lắm. Cũng mừng rồi ha. Dạ, mừng rồi. Các nhà này xong anh thấy hài lòng không? Cũng ở cũng được rồi, cũng hài lòng rồi. Dạ. Cất cũng đẹp. So với ngày trước thì anh thấy cuộc sống của anh giờ như thế nào? Cái tinh thần của mình sao? Cái tinh thần mình là... phấn khởi không? Phấn khởi hơn được trước rồi. Dạ. Đâu có lo căn nhà nữa, thôi còn ăn mà. Dạ. Anh hết thảy là mấy người con? Hai đứa, một đứa nó đem đi, còn đứa ở nhà. Dạ. Thì anh cũng gắng làm ha, để lo cho con ăn học ha. Dạ. Tại vì hôm trước cũng nghe nói nó nghỉ học á, thì năm sau cố gắng cho nó đi học nghe. Rồi ta tổ trường hay lo cho nó đi học. Dạ. Cho nó ở nhà không gì đi học, biết chữ người ta. Dạ. Nhà anh cất xong anh thấy mát mẻ thoải mái không? Mát hơn. Dạ. Không có lo bị dột mưa rồi như hồi trước đó ha. Thì nhà anh tạm thời nó là cất xong rồi đó. Thì ở đây em cũng có thay mặt em Trần Phương Thảo thì hôm trước có gửi 15 triệu đó để làm thêm cái ở sau 3 mét nó cho anh tráng nền. Thì sau này anh có che ra ngoài đó nấu ăn rồi kia trên đó thì nó cũng dễ dàng hơn ha. Đây vô trong quay tí xíu. Có gì có để ở trong này chưa? Có giạc chưa? Có. Có hả? Cha con hôm hôm ngủ chưa? Ngủ rồi. Ngủ rồi hả? Yeah. Mở nó ra cho mát. Rồi xong cái ngôi nhà thời gian tới anh dự định làm nghề gì lại? Đi làm hồ dưới đi máy cắt. Vậy hả? Dạ. Gán làm dành dụm ha. Có hai nghề đó. Ừ. Nếu mà làm gần nhà không anh? Làm gần nhà chỗ bên đằng này. À. Còn làm hồ đi chơi gạch giá luôn.
xa vậy hả? Dạ. Phú Cường á hả? Ờ, Phú Cường. Sáng nay chiều về. À. Nền là cũng làm trắng là sạch sẽ ha. Ở đây thì làm cho anh cái ra sao ra 3 mét nè. Anh có che ra sao nấu ăn á. Đấy, thì do cái điều kiện là mình có bao nhiêu mình làm bao nhiêu thì làm để phục vụ cái sinh hoạt của bà con nghèo á được thuận tiện dễ dàng hơn. Thứ nữa mình có tiền đó mua cây gì đó thiết gì. Dạ. Này che ra cũng dễ lắm anh. Ra 3 mét rồi. Nối thêm cái đuôi sao? Ừ. Rồi mình xích vô một chút. Cũng vậy làm mà. Tại mình biết thôi, làm biết làm thế chút chút rồi mua cây mua dễ làm thế. Ừ. Mày đi giỡn con. Hôm nay em lại đây quay phim chúc mừng gia đình anh nha. Dạ. Chúc anh thật nhiều sức khỏe, có cái ngôi nhà ở đàng hoàng rồi đó. Cố gắng lo làm ăn để lo cho con cái nha. Cũng cảm ơn ta giúp đỡ cho mình được căn nhà cũng cảm ơn luôn. Này cảm ơn cô Vân với em Trần Phương Thảo gửi tiền giúp đỡ anh á. Dạ. Em cũng xin phép về luôn nha anh. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ dạ. Dẫn con. Ở đây ngôi nhà kế bên đây là ngôi nhà của dì Thị Phước. Đây ngôi nhà của dì Thị Phước. Dạ con chào dì. Hay hết. Xích xích vô trong đây dì. Hôm nay ngôi nhà dì được cất xong rồi đó. Con tới đây quay phim cũng hỏi thăm dì, chúc mừng dì có được cái ngôi nhà ở rất là đẹp, ấm cúng nghe. Thì ngôi nhà này được cô Vân ở bên nước ngoài đó gửi tiền 25 triệu đồng cất cho dì cái ngôi nhà. Với lại em Trần Phương Thảo có gửi 15 triệu đó, thì con có lấy 2 triệu để mua vật liệu làm cái nền nó phía sau cho dì. Dạ. Thì dì có được cái ngôi nhà ở ấm cúng đàng hoàng vậy đó, thì dì có cái lời gì muốn nói giống như là chia sẻ với cô bác Mạnh Thường Quân giúp đỡ mình không? Tôi cũng cảm ơn mấy chú Huyền. Dạ. Vì có nhà thì tôi cũng mừng rồi. Dạ. Vì hồi lúc đó không có nhà tôi bực bội quá, buồn quá chú ơi. Dạ. Không có nhà có cửa gì, rồi không có ổng khó, không có ai làm. Bây giờ chú, mấy chú làm thì tôi cũng mừng. Dạ. Cảm ơn nhiều. So với ngày trước thì giờ cuộc sống của dì cảm thấy như thế nào? Cuộc sống tôi giờ không có mình thì tôi ở nhà thì đào cái trò này. Dạ. Nhưng mà giờ thấy tinh thần, thấy phấn khởi hơn chưa? Dạ. Yeah. Thấy vui hơn chưa? Thấy vui, vui thiệt. Dạ. Yeah. Vậy là gì vô ở hôm hôm rồi hả? Ở hồi đêm hôm. Hôm hôm. Con cũng chúc mừng gì. Thì hôm trước lại thăm gia đình á, có nhà tệ lắm. Dạ. Yeah. Không có được... Không được nha. Kính đáo rồi che nắng che mưa tốt đâu. Bây giờ làm lại thì êm rồi. Đây chú cũng thay mặt cô Minh Châu với ba người bạn gửi bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ. Về nhà ăn nghe con. Nhà này cất xong gì thấy đẹp không? Hài lòng không? Hài lòng được rồi. Cảm ơn gì. Mừng không? Mừng. Xích 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 vô trong đây gì? Coi trong buồn tí coi. Chưa có già hả? Nằm dưới đất không có già, nhà ke nó gãy rồi. Già còn. Già còn lại là em lấy về trước mà. Đi ra con để chú làm. Nhà này có gì ở dưới mấy anh em trong xóm này á, thì làm bề ngang 4 mét, dài 11 mét. Thì có nói ra cái đuôi 3 mét á, để gì có làm cái trái gì nấu ăn đó thì là ở ngoài đó cũng được cái nền xi măng rồi, sạch sẽ rồi. Nhà này so với cái nhà kia thì mát mẻ hơn không gì? Dạ.
Cái nhà kia thì nó nóng phải không? Nó nóng rồi, nó mưa lại nó dột. Làm tới trời mưa lại là cuốn đồ để một chỗ rồi lấy cái xu rồi ấp lại. Dạ. Cái này mưa lại có dột nữa không? Không. Không hả? À? Quá yên rồi ha. Rồi, dạ. Dạ. Mà nghiệp của mình thì tình. Rồi cái giạc của mình mỗi lần đâu sao không lấy lên ngủ? Giạc đó. Cái chiếu chưa đem vô hả? Đem vô vậy nó gãy bay rồi đó. Đem vô nó gãy thêm nữa. Rồi còn cái bếp nó mượn của thằng Thứ Tư đó. Hồi năm ma tới giờ bỏ nó luôn. Dạ. Thôi nếu mà con có đợt vô ở đây đó thì con sắm cho mỗi gia đình cái giạc nha. Để có chỗ ngủ. Ai có rồi thì khỏi sắm, ai chưa có thì sắm cho. Đây, gia đình thì làm cho cái nền ở đây để có che ra nấu ăn hoặc là làm cái trái gì đó để ngoài này. Thì tại do điều kiện của mình thì có bao nhiêu làm bao nhiêu đó gì. Thì có đủ cái phần trước thì mình làm phần nhà lớn. Còn ở khúc sau thì trắng cho bà con cái nền sạch sẽ. Trang gì tôi cũng mừng đi. Dạ. Có nói ra thì mình cũng có cái nền xi măng. Dạ. Cũng đỡ, không có nơi nó dính xình. Dạ. Rồi lúc trước thấy tôi quét nhà lỡ đất. Đóng luôn, mọi dạ. Lỡ đất đó. Cái gì tôi mừng tịch tịch như thế này. Thấy bữa nay vui và cười không ha? Vui thiệt. Dạ. Rồi con hôm nay tới đây thì quay phim rồi cũng chúc mừng cho dì nghe. Cố gắng giữ gìn sức khỏe rồi chúc cuộc sống của dì sau này nó ngày càng tốt hơn, tiến lên. Dạ. Con cũng xin phép về luôn ngay dì. Dạ. Cảm ơn chú nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn dì cái này. Tôi mừng lắm. Đang làm được nhà thì mượn nó mụ. Hết bệnh luôn rồi, coi chừng cất nhà rồi hết bệnh luôn rồi. Đó, còn đau rồi, hai còn bên. Đau à. Hai bên lúc trước đó đi mà đâu ngồi một chỗ không, đâu có đi làm gì được đó. Đó dạ. Đây ngôi nhà Thiện tới thăm tiếp theo là nhà của dì Thị Cửu. Thì cũng trên cái tiếng này đã làm xong 4 căn rồi. Hôm nay Thiện tới đây quay phim nhà của bà con lúc mà được cất xong rồi đó, ngôi nhà cũng rất là đẹp. À. Dạ con chào chú, chào dì. Hôm nay con lại đây quay phim ngôi nhà của dì đó, thì cũng muốn là quay những hình ảnh này để gửi đến cho cô Vân. Thì hôm trước có về đây để gặp gia đình của mình á, thì thấy được hoàn cảnh cũng khó khăn á, thì cô cũng có gửi tiền để giúp đỡ gia đình của chú. Thì hôm nay ngôi nhà cất xong rồi thì con cũng tới đây quay phim để chia sẻ cái niềm vui đó với gia đình cũng như là cô bác đang theo dõi video á. Dạ, thì gia đình có lời gì muốn nói với Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ? Cũng là cảm ơn được nhà gì đó là mọi người. Dạ. Cũng là cảm ơn rất nhiều nha. Dạ. Mấy cô mấy bác gì đó. Dạ. Anh chị gì cũng là cảm ơn rồi. Dạ. Chứ cái số tiền nhà này cũng làm tao có nổi. Dạ. Cái hoàn cảnh này. À, cuộc sống bây giờ mình thấy thoải mái hơn chưa? Có nhà thoải cửa thoải mái rồi. Có dạ. Nhà ổn định được đi làm ăn. Dạ. Lo khó khăn về chuyện nhà cửa gì đó. Dạ. Được nhà được rồi. Còn chú? Chú thấy trong lòng mình như thế nào? Thấy cũng được rồi. Cũng vui đi. Cũng vui rồi. Được cái nhà cũng vui đi. Dạ. Ngôi nhà này gia đình mình thấy ở mát mẻ không? Mát. Thoải mái không? Được. Cũng thoải mái rồi. Dạ. So với cái nhà mình trước kia thấy như sao? Trước kia nó hơi nóng mà. Dạ. Hơi nóng hơn. Dạ. Nhà này cũng to đó mà không có nóng phải không? Nóng có nóng. Dạ. Nó mát hơn hồi mà trước. Dạ. Nhà kia trước kia cũng nhà nước cũng làm. Dạ. Rồi nhà mình chắc chiều nay mới vô ở hả? Chiều nay mới vô chắc.
Dạ. Mở cửa cho nó mát, nó mau khô cái nền. Mở ra cửa đó. Con bé nó sợ gà nó vô. Trời. Cái nhà mới vậy. Gà vô không à. Vậy hả? Nhà mình hết thảy là có mấy người tổng cộng? Bốn người. Ở đây em Trần Phương Thảo cũng có gửi 15 triệu đó, thì con cũng có lấy 2 triệu đồng để mua vật liệu sẵn làm ở đây cho mấy anh em thợ đó cán cho gia đình cái nền nhà để sau này có che cái trái á, nấu ăn ngoài này ha. Đây cái nền nhà của gia đình đây, mình cũng nối ra 3 mét nữa giống như những cái nhà đằng kia để có che ra nấu ăn hay là làm cái bếp gì đó, thì cũng được cái nền xi măng sạch sẽ. Gửi có 2 bọc bánh cho anh em. Cho đứa nhỏ. Phòng cũng rộng lắm. Chú gửi cho con bánh để cho em ăn nữa nha. Có mình nó nhỏ. Hôm nay con lại đây quay phim một chúc mừng gia đình của dì nha. Chúc gia đình sau này có cái cuộc sống ngày càng tốt hơn. Ngày càng khỏe đi. Dạ. Hết lo về nhà đó, mưa gió thì cũng ngủ ngon rồi đó. Rồi, ngủ ngon rồi, được con đi học đi khỏe rồi. Dạ. Khỏe rồi ha chú ha. Khỏe. Dạ. Trước đây mùa mưa tới vất vả không? Vất vả. Cái thao, cây chen, cái gì đem ra cái nước. Dạ. Gom đá hết trơn, nó dậu. Bây giờ khỏe rồi. À, con cũng xin phép gia đình con về luôn nha. Dạ. Cảm ơn. Chúc sức khỏe cô chú. Cảm ơn. Dạ.